xin chào các bạn tôi tin rằng có nhiều người sẽ cùng với tôi đồng ý một điều là bây giờ hình dạng trung quốc ở trên quốc tế càng ngày càng không tốt đó là vì chủ nghĩa dân tộc trung quốc càng ngày càng cực đoan và đó có một phần là liên quan đến chủ nghĩa tài hán của họ tức là họ nghĩ rằng người hán là một dân tộc rất vĩ đại và từng ảnh hưởng đến các nước láng giềng bao gồm hàn quốc nhật bản và việt nam Chính vì vậy, họ luôn luôn nhấn mạnh cái gì đều là bác nguồn từ Trung Quốc. Hình như tất cả các thứ ở Đông Á đều là bác nguồn từ Trung Quốc. Và mỗi quốc gia của Đông Á đều nên chấp nhận Trung Quốc là một tổ sư hay bậc thầy. Nhưng các bạn từng có suy nghĩ một điều chưa? Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc, có 56 dân tộc, còn ngày Hán chỉ là một dân tộc trong đó thôi. Thế chủ trương chủ nhớ tại Hán, hình như có một chút mâu thuẫn với tình hình dân tộc của Trung Quốc. Trong video này, tôi hy vọng có thể để các bạn nhìn thấy một điều là thật ra, chủ nhớ Đại Hán là một hiện tượng mà trong 40 năm gần đây mới xuất hiện. Tức là khi bắt đầu Trung Quốc được sáng lập, hoặc thật ra là chủ trương chủ nhớ ta dân tộc. Các bạn thân mến, các bạn có biết chủ nhớ ta dân tộc là gì không? chủ nghĩa đa dân tộc ý là mỗi dân tộc đều là bình đẳng với nhau, đều nên đoàn kết với nhau và không chỉ là các dân tộc trong nước là bình đẳng với nhau, thậm chí các dân tộc của các nước đều là bình đẳng với nhau và đó là kiểu chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc khi ba tộc hoàn toàn không giống với chủ nghĩa tài hận mà chúng ta đang nhìn thấy bây giờ. Tôi nói vậy là có chứng cứ trong hiến pháp đầu tiên của Trung Quốc, à, tức là hiến pháp năm 1954, có viết rằng các dân tộc nơi ta đã đoàn kết thành một gia đình lớn là tự do và bình đẳng. giữa trên cơ sở là các dân tộc cùng nhau phát huy tinh thần hỗ trợ hiếu ái, phản đối chủ nghĩa đế quốc, phản đối người dạng của người dân trong nội bộ của các dân tộc, phản đối chủ nghĩa tại dân tộc, phản đối chủ nghĩa tại dân tộc ý là phản đối tư tưởng là thấy tân nước mình là ưu việt hơn à, tân nước khác, ví dụ quay thần căng nước láng giềng, phản đối chủ nghĩa dân tộc tiểu vong À, phản đối chủ nghĩa dân tộc tiểu phương ý là phản đối tư tưởng là thấy tiểu phương mình là yêu vẻ hơn tiểu phương khác à, Ví dụ ngày thần hải quê thần các tiểu phương khác Các bạn thấy Chính bác tổ Trung Quốc là những người chủ nghĩa ta dân tộc Chủ trương tất cả dân tộc trong thế giới này bất cứ ở nước mình hay nước khác đều là bình đẳng với nhau Tôi thực sự rất ủng hộ chủ nghĩa dân tộc kiểu vậy Hy vọng bây giờ ngày Trung Quốc cũng có thể quay trở về chủ nghĩa dân tộc kiểu vậy đó là tôi trích từ hiến pháp trung quốc năm 1954 khi đó là thầy đại mao trạch tông bản thân mao trạch tông thực sự không phải là một người theo chủ nghĩa đại hán tôi tin rằng các bạn đều biết nội dung của chủ nghĩa đại hán có hai yếu tố quan trọng chế hán và nho giáo đối với chế hán vào những năm 1950 mao trạch tông từng có tờ ra chỉ thị rằng cái chớ phải cải cách phải đi theo hướng phiên âm của thế giới À, tức là giống với Việt Nam bây giờ, dùng chữ quốc ngữ. Và trước khi trước hẹn phiên âm hóa, phải tinh giản hóa chữ hán chữ để làm tiền cho các sự ứng dụng bây giờ. Tổng thể tích cực tiến hành các cuộc chuẩn bị phiên âm hóa. Các bạn thấy, hóa ra kế hoạch khi bắt đầu của Trung Quốc, hóa ra ý nguyện của Mao Trạch Đông là muốn bỏ chữ hán, không phải dình giữ chữ hán. Hóa ra Trung Quốc chuyển sang dùng chữ giản thể là vì chuẩn bị bổ chớ hắn và mau trẻ tông cũng không chỉ không quy trọng chớ hắn ông cũng không quy trọng nho giáo các bạn có biết tại kích mạng văn hóa không mau trẻ tông phát tổng tại kích mạng văn hóa Trong vận tông này có chủ trương phá tớ kiểu kiểu tơ tầng kiểu văn hóa kiểu phong tục kiểu tập quán và trong đó ta phần là liên quan đến nho giáo nói chung vào ngày xưa ít nhất là trong thời đại mao trạch tông Trung Quốc không có chủ trương chủ nhớ Đại hắn, thậm chí không muốn thiên về văn hóa hắn, phản đối văn hóa Đại hắn. Thế từ khi nào chủ nhớ tài hắn mới xuất hiện? Các bạn thân mến, để trả lời rằng từ khi nào chủ nhớ Đại hắn mới xuất hiện, tôi cóp ý chúng ta tiếp tục cho hiến pháp Trung Quốc. Trong hiến pháp năm 1982, tờ ngữ chủ nhớ tài hắn lần đầu tiên xuất hiện. Nó có biết rằng trong cuộc đấu tranh để duy trì sự toàn kết dân tộc phải phản đối chủ nghĩa tại dân tộc, chủ yếu là chủ nghĩa tại hắn, cũng phải phản đối chủ nghĩa dân tộc địa phương. Các bạn thấy, trong câu này, chủ nghĩa tại hắn là thuộc về chủ nghĩa tại dân tộc, tức là côi thần láng giềng. Theo tôi, những xét này rất chính xác, chuẩn không cần chỉnh. Nhưng mà chúng ta nên hỏi một câu là, tại sao đến năm 1982, tự dưng nhắc đến chủ nhớ tại hắn. Theo tôi, tác ẩm thở ra rất tân trọng tại vì khi đó thực sự có phong trào của chủ nhớ tại hắn, hay là chủ nhớ tại hắn đã phát triển đến một mức nào đó, đã làm chính phủ chú ý, phải đặc biệt nhắc đến trong hiến pháp. Người đến đây tôi cảm thấy thực sự đáng tiếc, hóa ra chủ nhớ tại hắn là bắt đầu từ dân gian, nhiều khi đó chính phủ Trung Quốc có đề phòng một cách kỹ càng hơn, có lẽ bây giờ chủ nhớ Đại Hán sẽ không phổ biến như bây giờ. Đằng tiện, đằng tiện. Tại sao tôi nói khi đó chính phủ Trung Quốc không có đề phòng một cách kỹ càng hơn? Tại vì tôi cũng có phát hiện. Có một câu nói trong Hiến pháp năm 1982. Đó là, Trung Quốc là một trong những quốc gia có lịch sử lâu dài nhất. Theo tôi, câu này hình như có một chút kiểu chủ nhớ Đại Hán. Các bạn có đồng ý với tôi không? Trung Quốc là sáng lập từ năm 1949, tại sao nói là một trong những quốc gia có lịch sử lâu dài nhất? Liệu rằng đó là chỉ văn minh nhô giáo và dân tổ Hán? Thế nếu vậy thì hình như là có nghi ngờ là có chủ trương chủ nghĩa tại Hán. Thực sự đang suy nghĩ. Cho nên theo tôi, khi đó chính phủ Trung Quốc không có suy nghĩ một cách kỹ càng hơn. Đáng tiền, đáng tiền. Không chỉ là vậy, trong hiến pháp năm 1982, cũng có một câu bị xóa bỏ tức là trong Hiến pháp trước năm 1982 trong Hiến pháp năm 1980 năm 1975 năm 1978 năm, năm 1979 đều có viết rằng nước ta mãi mãi không làm bá chủ mãi mãi không làm tài quốc siêu cấp đáng tiếc là sau năm 1982 câu này bị xóa bỏ trong Hiến pháp Trung Quốc Điều rằng chúng ta có thể nghĩ rằng sau năm 1982 Trung Quốc muốn làm bá chủ thế giới, cho nên xóa bỏ câu này. Hy vọng nếu có bản Trung Quốc đang quay video này, có thể trả lời cho chúng ta. Cảm ơn bản Trung Quốc. Nếu vậy thì tôi thực sự cảm thấy đáng tiếc trong nội tâm của tôi muốn cào lên. Tại sao bây giờ Trung Quốc không tuân theo ý tưởng của Chủ tịch Mao Trạch Đông? Tại sao phải biết rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia có lịch sử lâu dài nhất? Chủ tịch Mao Trạch Tông là muốn phá tớ kiệu phá trở tơ tưởng cổ hủ. Những mình Trung Quốc là quốc gia có lịch sử lâu dài. Đối với chủ tịch Mao Trạch Tông không phải là một chuyện tốt. Các bạn Trung Quốc có biết không? Tại vì đó là những mình tơ từng cổ hủ. Các bạn Trung Quốc có biết không? Tại sao bây giờ có chủ nhớ tại Hán là phản bội chủ tịch Mao Trạch Tông? Chủ tịch Mao ta! Tôi nhớ chủ tịch Mao! Tôi thân chủ tịch Mao! tăng tiện, tăng tiện. Các bạn thân mến, trong hiến pháp mấy nhựa của Trung Quốc, à, tức là hiến pháp năm 2018, vẫn có gìn giữ một câu cho rằng phải phản đối chủ nhớ tại dân tộc, chủ yếu là chủ nhớ tại hắn, và cũng có viết rằng xây dựng nước ta thành một cường quốc hiện đại hóa và chủ nhớ xã hội mà đẹp, hòa hiệp, văn minh, dân chủ và phú cường thực hiện cuộc phục hưng vĩ đại của Trung Hoa dân tộc. Có lẽ có nhiều người không biết, thật ra Trung Hoa dân tộc là lần đầu tiên xuất hiện trong Hiến pháp năm 2018, à, tức là trước năm 2018, trong Hiến pháp Trung Quốc chỉ có nói các dân tộc, không bao giờ có nói Trung Hoa dân tộc. Theo tôi những mệnh cuộc phụ hơn Trung Hoa dân tộc và nói rằng phản đối chủ nghĩa tài hãm. thì như có một chút mâu thuẫn đầu tiên đã có nói rằng phụ hưng Trung Hoa dân tộc, thể ý là trung quá khứ à Trung Hoa dân tộc từng có một thời đại vĩ đại. Bây giờ chỉ là phải hồi phục tình hình ngày xưa à thì được rồi. ý nên là như vậy à các bạn có tổng ý với tôi không? là ngày xưa không phải là bây giờ, tôi thấy đó là một điều đáng chú ý. thời điểm mà Trung Hoa dân tộc tăng vĩ đại là khi nào? là thời đại Mau Trẻ tung là thầy đại Tôn Trung Sơn hay là thầy tại Nhà Thanh, Nhà Tần, Nhà Hán nếu đó là chỉ thầy tại Đế của Trung Hoa tức là trước khi Nhà Thanh sụp đổ vào năm 1911 thì theo tôi đó hình như có liên quan đến chủ nghĩa tại Hán tại vì trước Nhà Thanh nếu có một Trung Hoa dân tộc luôn luôn tồn tại thì ý là cốt lối của Trung Hoa dân tộc này là nho giáo và chưa hạn đúng không? Liệu rằng lấy nhô giáo và chớ hăng làm cốt lối của chủ nhớ dân tộc Đó không phải là chủ nhớ tài hắn Thật sự đáng suy nghĩ Liệu rằng Trung Hoa dân tộc và chủ nhớ tài hắn là bằng nhau Thật sự tăng suy nghĩ Tôi phải thẳng thắn báo cho các bạn Tôi không biết Thật sự có nhiều câu hỏi u uất trong nội tâm của tôi Khó chịu Hy vọng nếu có bạn Trung Quốc đang quay video này, có thể trả lời cho tôi. Cảm ơn bạn Trung Quốc. Các bạn thân mến, tôi có một quan điểm là khác biệt với ta số người Trung Quốc. Bây giờ tôi chia sẻ cho các bạn nghe. Đó là trong lịch sử, người Hán là giống với một tâm vị chính trị hay một tâm vị quản lý nhiều hơn một dân tộc. Tại vì người Hán không phải là một dân tộc từ một bộ lá nhỏ nhỏ hay là từ một gia tộc nhỏ nhỏ, trần thành và tồn tại đến bây giờ. Ngày Hán là có nhiều dân tộc vì trải qua sự Hán hóa và hỗn hợp với nhau cho nên hình thành một dân tộc vào bây giờ. Theo tôi, Hán hóa ý là tiếp nhận bị quan lại trực tiếp thống trị cho nên đối với tôi, ở trong lịch sử, Ngày Hán là giống với một tâm vị chính trị hay một tâm vị quản lý nhiều hơn một dân tộc. Nhưng vào ngày bây giờ có nhiều người Trung Quốc nghĩ rằng Ngày Hán là một dân tộc thống nhất. Thứ với tôi, đó hình như có một chút không phù hợp với tình hình lịch sử nhưng ở à, đó là lựa chọn của người Trung Quốc à, tôi không có ý kiến gì à, nhưng tôi phát hiện hình như điều đó có lẽ sẽ mang lại một chút kiểu bối rối à, không chỉ là đối với người nước ngoài cũng đối với người Trung Quốc theo chủ nghĩa tài hán người hán là một dân tộc từ cổ xưa tồn tại đến bây giờ thế sinh hội cốt lối của người hán là gì thế tất nhiên là nho giáo và chớ hắn tại vì chỉ có hai cái này là từ cổ sơ đã tập tồn tại rồi thế tôi có phát hiện một số vấn đề nho giáo trong lịch sử từng lớp chuyển giao nho giáo là sĩ phu tôi tin rằng tiểu đó sẽ không có ai phản đối sĩ phu là chỉ những người có tố thi khoa cử ý là những người có thể dùng chớ hắn viết bài quốc lối của ngày hắn là nho giáo và chớ hắn nhưng bây giờ sĩ phu đã không có tồn tại rồi và ngày xưa cũng không phải mỗi ngày Hán có thể sử dụng chữ Hán. Đầu tiên, khi ngày xưa chỉ có 7% dân số có thể nhận đọc chữ Hán, chỉ có 1% dân số có thể viết bài bằng chữ Hán. Mà chữ Hán là chữ biểu ý, không phải là chữ biểu âm. Cho nên ở Trung Quốc có nhiều phân ngôn và các phương ngôn đều không thể giao tiếp với nhau. Thế ý là thở ra, ngày Hán không có một ngôn ngữ giống nhau, chỉ là có một hệ thống chữ viết giống nhau thôi mà trong ngày xưa chỉ có một phần trăm dân số có thể sử dụng hệ thống chế viết này thôi. Ok, tất nhiên bây giờ đa số người Trung Quốc đều có thể viết bài bằng chữ Hán rồi, nhưng kiểu bài văn của họ là bài văn hiện tại, không phải là cổ văn. Bài văn chữ Hán hiện tại là phải đến năm 1915 mới xuất hiện. Sau đó mấy được phổ biến hóa lịch sử của nó chỉ có khoảng 100 năm thôi. Cùng về nho giáo, điều đó thực sự khó nói. Kinh kiểm nho giáo là viết ra bằng chờ hẳn và chỉ có mấy phần trăm dân số có thể nhận được chờ hẳn à, ngày xưa. Tôi thấy thực sự khó nói vào ngày xưa có bao nhiêu dân số thực sự có bị nho giáo ảnh hưởng. Bây giờ chúng ta xác định rằng, vào ngày xưa, tất cả người hán đều có bị nho giáo ảnh hưởng rất sâu. Thế vẫn có một vấn đề còn lại. Bây giờ không có sĩ phu tồn tại nữa. Thế tổ chức nho giáo ở đâu? Thế có ai truyền bá nho giáo? có ai giáo dục người dân theo nho giáo tại sao tôi nói chủ nghĩa tài hán có một chút kiểu bối rối chủ nghĩa tài hán là dựa vào chớ hán và nho giáo làm yếu tố dân tộc Chứa hán không phải là một ngôn ngữ là chỉ là một hệ thống chớ viết thôi và chớ hán hiện tại chỉ có lịch sử 100 năm nhưng ngày trung quốc à, nói chuẩn hơn là ngày hán họ nghĩ là lịch sử dân tộc hán có lịch sử năm nghìn năm chúng ta không cần xem xét năm nghìn năm trước chúng ta chỉ xem xét 100 năm trước chỉ có mấy phần trăm dân số có thể dịch tập chữ Hán thôi cũng nhỏ rõ bây giờ ta không có sĩ phụ rồi có ai theo nhỏ rõ nếu các bạn có đi du lịch ở Trung Quốc tìm một người Trung Quốc à, một cái tình cơ à, động, đồng bạn có theo nhỏ rõ không tất nhiên là không có ai có thể trả lời rằng mình có theo nhỏ rõ tại vì tổ chức nhỏ rõ à, tức là sĩ phụ đã bị biến mất rồi bây giờ ở Trung Quốc không có ai theo nhỏ rõ nhưng Trung Quốc là một tất đất theo nhỏ rõ đó là tàu lý nào, à đó là lo chuyện nào, à tôi thực sự không hiểu. Nếu có bạn Trung Quốc đang quay video này, xin trả lời cho tôi. Cảm ơn bạn Trung Quốc.